Thank you.
đôi đó. Thôi để cháy xuống đi, cháy xuống rồi nhắn tin nói chuyện đi nha. Không, không có điệu trẻ con này, em hết điệu trẻ con rồi chứ, em hết điệu trẻ con rồi. Em bán hết rồi. Em bán hết cái điệu trẻ con rồi. Trời ơi mấy chế không mua gì em xuống luôn á. Nói đếm của em này xóa rồi. Mình mua chi nhiều vậy? Mua không ăn, mua chi nhiều vậy? Ít bữa nữa mua bộ này vậy tao xài thử. Bữa tao đang đợi cái bộ kia, bộ ốc sên nè. Bữa chuẩn hết rồi á. Ít bữa mua bộ ốc sên này về xài thử. Cho nó đẹp gái cỡ nào. Cho nó có đẹp gái ra không chứ ngờ, trắng. Mua chi nhiều. Mua đủ 1-2 đôi mai không nội ơi. Mua chi 6 bị đôi à. Mua chi 6 bị đôi. Cái điệu nít đó hả, có lần em móc được mười mấy cái luôn á chị. Cái lần em không móc được cái nào hả. Cái lần em móc được mười mấy cái điệu nít luôn. Rồi. Chứ chắc hôm nay nghỉ like quá, ngày mai em like quá thấy chưa. Hôm nay like chán quá. Hôm nay like không được luôn á. Hôm nay like chán thật luôn á. Vậy luôn. Hôm nay em like chán lắm thấy chưa. Nên em không like nữa đâu. Nên em xuống. Em mua để bước đó con à, đi làm trước. Giờ có thời gian đó đi trao đi mang đi ông nội ơi. Mua rồi để đó có uổng lắm tiền lắm em ơi. Làm cực khổ, mua uổng tiền lắm. Thôi để chị xuống cái đi nha. Đợi chị xuống.